Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Claire Dew. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chăm sóc da đơn giản tại nhà vào mùa hè và mùa thu này nha. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Đầu tiên thì mình sẽ dùng toner Xuân Trưng của Etude House. Sau bao nhiêu năm mình đã dùng khoảng chừng 5 đến 6 chai này rồi và mình vẫn cảm thấy là đây là một toner rất là tốt. Em này có chứa glycerin, chiết xuất trà xanh và chiết xuất rau má giúp làm dịu nhẹ da. Đồng thời là em này lỏng như nước nên là rất là dễ bôi và thấm vào da ngay, nhưng mà vẫn để lại cho da một lớp ẩm nhẹ. Và đây là một em toner mình không bao giờ có thể thiếu trong các bước skincare của mình. Mình thường thoa toner bằng cách cho vài giọt lên tay, xoa đều hai bàn tay với nhau, rồi vỗ nhẹ lên mặt. Sau đó là xoa toner xuống cổ, vì da cổ cũng cần được dưỡng y như da mặt vậy đó. Tiếp theo là đến bước toner dưỡng ẩm, thì mình có hai em này của nhà Hada Labo. Trước giờ mình dùng rất là nhiều toner hyaluronic acid khác nhau. Hồi xưa mình có dùng em Isn't Tree, nhưng mà sau khi mình phát hiện là toner Hada Labo cũng có tác dụng tương tự như của Isn't Tree nhưng giá rẻ hơn rất nhiều, thì mình đã đổi qua dùng toner này. Đây là một trong những loại lotion hay là toner bán chạy nhất ở Nhật Bản. Hai em toner này đều có tác dụng cấp ẩm cho da do các thành phần chính là hyaluronic acid, và các em này đều chứa hyaluronic acid ở nhiều kích cỡ khác nhau để có thể thấm sâu vào da, cung cấp ẩm cho các tầng da sâu hơn. Mình có hai chai, đầu tiên là toner light là dành cho các bạn có da dầu, và tiếp theo là toner thường dành cho các bạn có da thường đến da khô. Em light này là có chất lỏng như nước, thấm nhanh vào da sau khi bôi, và sau khi thấm xong thì sẽ không để lại bất cứ cái gì trên da hết. Còn em toner dạng thường này dành cho các bạn có da khô nên là hơi đặc hơn một chút, và sau khi xoa lên da để một lúc thì sẽ để lại một lớp màng nhẹ ở trên da để dưỡng ẩm và giữ ẩm cho da. Sau toner thì thường là đến bước serum. Đây là một em serum mà mình đã từng giới thiệu với các bạn rồi, serum niacinamide và zinc của The Ordinary. Đây là một serum có dạng khá là đặc và có chứa thành phần chính là 10% niacinamide và 1% kẽm để làm dịu nhẹ da, nhìn dầu, làm trắng da và làm mờ các vết thâm nám. Thường là mình sẽ sử dụng em serum này trong những ngày mà da mình cảm thấy khó chịu hoặc là cảm thấy như sắp có mụn. Còn đối với những ngày mà da mình cảm thấy bình thường thì mình sẽ bỏ qua luôn bước serum và tiếp tục bước kem dưỡng. Đây là kem dưỡng Facial Moisturizing Lotion PM của CeraVe. Kem dưỡng này cũng có niacinamide. Đồng thời kem dưỡng này có 3 loại serum khác nhau để dưỡng ẩm sâu cho da. Em này mặc dù có chất kem rất lỏng nhưng lại dưỡng ẩm rất lâu và rất là sâu trong da. Mình cảm thấy sau khi bôi em kem dưỡng này thì da mình được giữ ẩm cả ngày dài, không cần phải lo đến việc cấp ẩm nữa. Và cuối cùng, sau khi mình đã dưỡng ẩm xong thì mình sẽ tiếp tục đến bước chống nắng. Do mình thường ngồi làm việc kế bên cửa sổ nên lúc nào mình cũng phải bôi kem chống nắng khi ngồi làm việc ban ngày. Và đây là một kem chống nắng mà dạo này mình rất hay sử dụng, kem chống nắng Sunplay Baby Mouth, là kem chống nắng dành cho em bé và da nhạy cảm. Mình thích kem chống nắng này là tại vì đây là kem chống nắng dạng sữa, lỏng nhẹ, rất là dễ bôi và dễ tán. Và đặc biệt là kem này không màu, không mùi, không cồn nên là không gây kích ứng cho da. Ngoài việc chống nắng cho da thì kem này còn hơi dưỡng ẩm một chút nên là da mình cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu, không bị khô, và mắt của mình không bị cay sau khi bôi kem chống nắng này, và mình có thể thoải mái sử dụng kem này cả ngày. Mình sẽ có một video review kỹ kem chống nắng Sunplay Baby Mouth này nên là các bạn nhớ subscribe để theo dõi nha. Và các bước skincare buổi sáng của mình đến đây là hết rồi. Để các bạn thích nhớ nhấn like, subscribe và rung chuông để nhận được thông báo nha. Cảm ơn các bạn đã xem và bye bye.